Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Các bạn ơi, mình và các bạn sẽ cùng nhau tô màu bức tranh quả trứng trang trí họa tiết hình bông hoa nhé. Các bạn ơi, như vậy là Tứ đã tô màu xong bức tranh về quả trứng với họa tiết hình hoa rồi đấy. Các bạn nhớ nhấn like và ấn đăng ký kênh để cùng mình tô màu những bức tranh tiếp theo nhé.